siêu pháo M777 của Ukraine khạc lỡ diệt quân Nga xâm lược. Hãng tin AP của Nga cho biết, siêu pháo M777 được Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine đã chính thức tham chiến tại Donbass, miền đông Ukraine. Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng hình ảnh lính Ukraine tác chiến tại miền đông Ukraine với siêu pháo M777 được Mỹ và đồng minh viện trợ đã xuất hiện, được hãng tin AP của Nga đăng tải. Có thể nhận thấy, binh lính khẩu đội pháo M777 của Ukraine đã bắn khá thuần thục loại pháo tối tân này, dù chúng vừa được chuyển giao cho Kiev chưa lâu. Tổng thống Ukraine đã nhận được khoảng 100 khẩu pháo M777, trong đó từ Mỹ là 80 khẩu, số còn lại tới từ Canada, Anh và Úc. Ukraine đã trở thành một trong số ít quốc gia sở hữu nhiều lựu pháo M777 hiện đại nhất thế giới. Mỹ đã quyết định viện trợ thêm 50 lựu pháo M777 và 100.000 viên đạn pháo cho Kiev sau khi thấy quân đội Ukraine đã sử dụng hiệu quả vũ khí này trong cuộc chiến chống quân Nga xâm lược. Tầm bắn xa, độ chính xác cực cao biến M777 trở thành lựu pháo kéo tốt nhất thế giới hiện nay. Loại vũ khí này chắc chắn sẽ gây ra những thiệt hại không nhỏ cho quân Nga xâm lược và lực lượng ly khai tại vùng Donbass. Trước đó, phía Nga đã cực lực phản đối việc Mỹ và đồng minh chuyển giao loại pháo này cho Kiev. Họ cho rằng chúng có thể rơi vào tay các phần tử cực hữu tại Ukraine. Nga cho biết điều này sẽ dẫn tới những hệ lụy khôn lường cho an ninh khu vực. Tuy vậy, phía Washington và đồng minh phớt lờ ồ ạt chuyển vũ khí cho Kiev. Việc chỉ trong thời gian ngắn, các binh sĩ Ukraine đã sử dụng được loại vũ khí này được coi là kỳ tích. Song cũng có ý kiến cho rằng, thực tế Mỹ và đồng minh đã đào tạo kiếp pháo thủ của Ukraine cho việc sử dụng loại vũ khí này từ lâu. Chính vì thế, ngay khi vừa tiếp nhận chưa lâu, phía Ukraine đã triển khai pháo ra tiền tuyến và khai hỏa dữ dội vào các vị trí của quân Nga xâm lược. Nhận thấy sự nguy hiểm của loại vũ khí này, Nga đã tìm cách truy lùng và tiêu diệt lựu pháo M777 của Ukraine. Mới đây, Nga tung clip cảnh lựu pháo M777 của Ukraine bị tập kích. Tuy vậy, các quả đạn từ phía Nga thả xuống, trật lắc, không hề đánh trúng pháo M777. Các nhà tuyên truyền của Nga một lần nữa đang cố gắng giành chiến thắng ở vị trí thực sự đang bị nghi ngờ. Lần này là về vụ phá hủy M777 của Ukraine. Đoạn phim về sự đánh bại của lựu pháo 155 ly do kênh truyền hình Zvezda của Nga đăng tải. Theo các nhà tuyên truyền của Nga, đầu tiên một cuộc tấn công UAV đã được thực hiện vào các vị trí của pháo binh M777. Kết quả là một số thiết bị pháo đã bị hư hỏng và sau đó tất cả các thiết bị và pháo đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công của UAV. Tuy nhiên, video đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Đúng vậy, trong các khung hình video, cái gọi là cuộc tấn công bằng UAV làm hư hại một số thiết bị pháo. Thay vào đó, chúng ta thấy rằng loạt đạn mà những kẻ xâm lược bắn vào vị trí của M777 không ảnh hưởng tới xe pháo hay con người. Đoạn video cho thấy rõ cách lựu pháo cơ động tránh vào rừng sau khi đạn của quân Nga xâm lược bắn hụt và chạm đất phát nổ. Cũng có những câu hỏi về nửa sau của video. Phần sau của video cho thấy các phương tiện lựu pháo đi vào rừng, các viên đạn nổ rơi bên ngoài khu rừng và chạm đất sau đó. Trên thực tế, không thể biết được liệu UAV của Nga có tiêu diệt được pháo M777 hay không. Rốt cuộc, ngay cả chính những kẻ xâm lược Nga cũng tự hỏi tại sao họ lại phát tán những video không có kết quả như vậy. Những người tuyên truyền có lẽ đã bị loạn thần sau khi phải miêu tả sự tàn phá của pháo M777, thứ mà dù mới tới Ukraine nhưng đã gây được những cơn ác mộng cho lực lượng xâm lược của Nga. Sức mạnh của M777 nằm ở thời gian triển khai nhanh với độ chính xác trong mỗi phát bắn gần như là tuyệt đối. Bên cạnh đó, M777 có thể được triển khai trên nhiều loại địa hình khác nhau, rất thuận tiện cho quân đội sở hữu chúng. M777 đã chứng minh được năng lực của mình trong suốt thời gian hoạt động tại chiến trường Afghanistan, Syria và Iraq. Mẫu pháo này dễ dàng được vận chuyển lên các điểm cao bằng trực thăng.
Đây là điều mà không có loại pháo nào cùng kích cỡ nòng đáp ứng được. Được biết, M777 là lựu pháo chủ lực của quân đội Mỹ từ năm 2005, được tập đoàn BAA System của Anh phát triển nhằm thay thế mẫu M198 trước đó. M777 có khối lượng 4.200 kg, hiện là pháo giả chiến 155 ly, có trọng lượng nhẹ nhất trên thế giới, nhẹ hơn tới 41% so với M198 nhờ sử dụng rộng rãi vật liệu titan. Thời gian triển khai của pháo này là 2 phút 10 giây, thời gian thu pháo là 2 phút 23 giây. Pháo có chiều dài 10,7m khi tác chiến và 9,5m khi hành quân. Kiếp chiến đấu là 5-7 người so với 9 người của pháo M198. M777 có thể được vận chuyển bằng trực thăng, máy bay vận tải hoặc được kéo bởi các xe tải phù hợp. Có thể nói, pháo M777 có khả năng cơ động hơn rất nhiều so với các loại pháo tương tự của Nga. Lợi thế trong tác chiến sân cước cũng như triển khai tại các khu vực bờ biển chống đổ bộ. M777 có thể bắn 2 phát một phút. Khi cần thì có thể lên tới 5 phát trên 2 phút với hệ thống khai hỏa điện tử. Sử dụng được nhiều loại đạn để tấn công các mục tiêu khác nhau. Tầm bắn ngắn nhất là 24 km. Với đạn tăng tầm thì lên tới 30 km. Và đặc biệt với đạn thông minh M982 Excalibur dẫn đường bằng GPS với tầm bắn lên tới 40 km và sai số không quá 4m. M777 là một trong số ít những dòng pháo có nòng được mạ chrome, giúp tăng thời gian khai thác lên hơn 50% và dễ dàng lau chùi, tăng độ chính xác cho mỗi phát bắn trong điều kiện chiến trường ác liệt. Từ các kết quả thử nghiệm và trong cả thực chiến thu được kết quả xuất sắc, quân đội Mỹ hiện coi M777 là khẩu súng bắn tỉa của lực lượng pháo binh. M777 sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tương tự như lựu pháo tự hành M109A6 Paladin để dẫn đường, chỉ điểm và tự định vị. Điện được cung cấp bởi một động cơ hybrid điện xoay mới, độc đáo do Liquid Piston thiết kế và chế tạo. Vì sao Mỹ bất ngờ tăng cường thêm 50 lựu pháo M777 cùng với 100.000 viên đạn cho Ukraine? Trang Avia của Nga cho biết Mỹ đã quyết định viện trợ thêm 50 lựu pháo M777 và 100.000 viên đạn cho Kiev sau khi thấy quân đội Ukraine đã sử dụng hiệu quả vũ khí này trong cuộc chiến chống lại quân Nga xâm lược. Trước đó, Mỹ đã quyết định gửi 89 khẩu lựu pháo hiện đại M777 cùng với 40.000 viên đạn pháo cho Kiev. Sau khi nhận thấy quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả loại vũ khí này và gây cho quân Nga xâm lược nhiều thiệt hại, Washington quyết định sẽ gửi thêm 50 khẩu lựu pháo M777 cùng với 100.000 viên đạn pháo cho Kiev. Quân đội Ukraine hiện nó có khoảng 100 khẩu lựu pháo M777 do Mỹ và một số đồng minh viện trợ cho nước này. Loại pháo này đang được Kiev triển khai trên chiến trường tại vùng Donbass. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn về việc quân đội Ukraine đã sử dụng siêu pháo M777 do Mỹ viện trợ để tiêu diệt lực lượng Nga xâm lược. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì hãy comment dưới video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!